Hello, xin chào anh em nha. Bây giờ mình sẽ khui cho anh em xem mấy thùng hàng của mình mới về nè. Thì bữa nay mình về được mấy hũ R1 với lại quay titan với lại quay sulfit nha anh em. Còn cái thùng này là cái thùng yến mạch, mình lấy thêm yến mạch nữa. Yến mạch thì mình không lấy nhiều, mình chỉ lấy vài bịch hết mình lấy nữa, tại vì cái yến mạch này cái đát của nó không có được xa giống như là quay anh em. Yến mạch thì đát của nó chỉ gần thôi, tại vì nó là cái loại thực phẩm bổ sung ăn liền đó. Cho nên đát của nó không có, nó làm đát không xa, cho nên là mình không có dám lấy nhiều. Đây. Tem chính hãng luôn nha anh em. À, cái này không phải tem, cái này là tem của nhà nhập khẩu nó dán thôi. Một bịch này là 250k nha anh em, 250k. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ này ra để mình khui mấy cái thùng dưới nha. À đây mình có một thùng sắc cơ mới về luôn anh em. Bình lắc này nhìn rất là đẹp nha. Bình này thì nó to hơn là cái bình kia. Để mình lấy cái bình kia ra mình cho anh em xem nó to cỡ nào nha. Đây cái bình lắc này là cái bình 800ml đây. 800ml. Còn cái bình này là bình 1.2L. Đây anh em, thấy hai cái bình đó. Bự hơn rõ ràng. Cái bình này bỏ cái bình này vô lọt luôn á. Cái này nó có thêm cái quai sắt nè. Thì bữa giờ có nhiều bạn hỏi cái vụ bình lắc bự, cho nên mình lấy bình lắc bự. Cái loại lít rưỡi nó không có anh em, nó chỉ có loại lít 2. Ở đây thì nó chỉ có loại lít 2. Nó có cái loại 2 lít rưỡi nữa nhưng mà ít hàng anh em. Mình chỉ lấy cái loại này thôi. Này là cái loại này rất là bự. Anh em nào muốn nhiều nước thì có thể chơi cái bình này, rất là tiện. Cũng hãng luôn. Nhưng mà cái bình này thì nó mắc hơn cái bình này nhiều nha anh em. Bình này thì rẻ hơn, cầm lên cũng nặng tay hơn á. Cái này thì nó chỉ cho mình có một màu thôi, tại vì cái này là nguyên thùng của nó anh em, mình lấy nguyên một thùng luôn thì nó chỉ có một màu thôi. Còn nếu như mà muốn mix màu thì mình phải lấy nhiều thùng mới được, thì mình chỉ lấy một thùng này là cũng nhiều lắm anh em. Thì một tí nữa mình sẽ giao, thì mình đang dự định là mình sẽ gói hàng giao cho khách luôn, tại vì có một người bạn đó là ở hình như là dưới Cần Thơ, mình quên cái địa chỉ rồi. Bạn nó đặt một hũ R1 với lại lấy cái bình này với lại mấy gói resample. Thì một tí nữa mình sẽ gửi. Thì bây giờ mình tranh thủ mình làm một clip ngắn mình chia sẻ với anh em, xong rồi mình sẽ gói hàng, mình gửi hàng cho khách. Cái này bỏ đi. Để mình bỏ mấy cái thùng kia qua đây rồi mình sẽ khui cho anh em xem coi nay mình có cái gì. Thì mình có thêm một số cái quà tặng đó nha anh em. Cái này không biết là quay titan hay là quay sulfit đây. Nè anh em, đây là cái tên của mình, tên người nhận nè, người nhận hàng, số điện thoại của mình. Anh em nào mà muốn kết bạn Zalo của mình thì có thể bấm vào cái số phone này nè. Thì cái số Zalo của mình đây nha. Còn cái link Facebook của mình thì mình sẽ để cái phía bên dưới cái đường, cái phần mô tả video. Anh em nào muốn kết bạn của mình thì vào đó nha. Muốn báo giá hay là muốn tham khảo hay là muốn tư vấn gì đó thì cái nào mình biết mình chia sẻ nha. Đây. Cái này là quay titanium nè anh em. Còn này quay sulfit. Mấy cái loại này mình nhập ít rồi anh em, mình không nhập nhiều tại vì khách bây giờ xài chủ yếu là Ruwan, cho nên là mình nhập Ruwan nhiều. Còn mấy cái này mình chỉ nhập số lượng thôi, không có nhập nhiều lắm. Cái này là vị dâu nha anh em. Thì đợt này nó chỉ có vị dâu thôi chứ nó không có vị sô-cô-la nha. Mình nghĩ chắc đợt sau nó mới có vị sô-cô-la. Có nhiều anh em cũng đang đợi vị sô-cô-la nhưng mà sô-cô-la nó hết rồi.
thì mình chỉ lấy được vị dâu thôi. À, cái hộp này nó làm cái nó dán cái này nhìn xấu quắc rồi nè, dán cái này bị lỗi nè, nhìn nó nhăn nheo thấy không, nhìn không có được đẹp mắt tí nào. Thì mấy cái lỗi này là do nhà sản xuất thôi, còn có nhiều khi mà có nhiều anh em thắc mắc hỏi mình đó thì mình cũng cũng chỉ biết trả lời như vậy thôi, tại vì cái hàng này mình chỉ nhập ở trên nó về thôi chứ mình không có dán nha nè, nó bị lỗi chỗ này hơi xấu một tí. Hàng chính hãng BBT nha. Để mình xem đáp cho nó. Đáp là 22 luôn. Còn ISOFIT thì chỉ có vị sô cô la thôi. Đợt này chỉ có một vị sô cô la nha nè. Đây. Sô cô la ISOFIT đây, thì cái ISOFIT này anh em sẽ được tặng kèm cái gì đây? À, cái Isofix này thì mình sẽ tặng cho mọi người thêm một hũ rượu Yitin. Rượu Yitin thì ở trên đó nó tặng mình cái gì thì mình tặng lại anh em thôi đó, có quà thì mình sẽ tặng nha anh em. Thì cái hũ rượu Yitin một tí mình khui cái thùng bên dưới ra thì nó nằm phía bên dưới rồi mình lấy cho anh em xem hũ rượu Yitin. Rượu Yitin này hình như là mình nhớ là của hãng RSB á, rượu Yitin của hãng RSB chứ không phải rượu Yitin ra, giống như là của hãng Trách Thởm nha anh em. Thôi để mình bỏ nó xuống rồi mình khui cho anh em xem cái thùng dưới nha. Phòng này nó rất là nặng luôn. Sáng nay thì mình phải nghỉ làm để mình đi lấy hàng, hàng nó về mình phải nghỉ hàng, nghỉ một bữa nữa mình tranh thủ mình đi lấy hàng về. Phòng dưới này anh đợi xíu nha. Đây là ba cái bình lắc. À, đây là ba cái bình lắc đó. Thì ba cái bình lắc này là anh em biết sao, cái này không phải là cái đơn hàng này mình được tặng ba cái bình này đâu. Ba cái bình lắc này là do cái đợt hàng trước mình đặt hàng trước trước nữa đó, mình đặt đó thì mình được tặng ba cái bình lắc này, nhưng mà do mấy cái đơn hàng mới vừa rồi mình đặt thì ở trên đó người ta quên, cho nên là nay mình nhắn tin mình hỏi thì ở trên đó người ta mới gửi về cho mình. Thì ba cái bình lắc mình sẽ khui cho anh em xem luôn nha. Bình này hồi lúc trước mình được tặng là bình xanh đó anh em. Bình xanh nó thì nhìn cái bình nó không có được chuyên nghiệp, cái nắp của nó vặn là thấy nhìn là thấy ghét rồi, cho nên mình cũng không thích cái bình đó lắm. Tại vì tặng thì mình lấy thôi, lấy về mình tặng lại cho anh em. Còn mấy cái bình này thì để mình xem cái bình này bình gì. Hình như bình này là bình lắc ba đa. Khó chịu quá anh nha. À, bình này nhìn rất là đẹp nha anh em. Bình này là bình Linh Body đẹp lắm á. Bình này cũng Linh Body luôn. Anh coi cái bình kia, đây bình xa nè anh em, thấy cái bình xa không, cái bình lắc nhìn cái màu thì đẹp á nhưng mà nó rất là bất tiện. Hay là anh em muốn rồi phải vặn nắp ra đó. Còn cái này của người ta rất là tiện, bật lên là uống luôn đó, bật lên là uống luôn. Cái này thì nó hơi dở trong này, nắp vặn này không biết kín hay không nữa đó. Thì đây là mấy cái món quà mình được tặng thì mình sẽ tặng lại cho anh em. Rồi cái hũ rượu tin đây, hũ rượu tin anh em. Đây rượu tin của hãng RSB nha. Rượu tin thì cái này mình sẽ tặng kèm với lại Isofix cho anh em nha, ai đặt hàng thì mình sẽ tặng. Đây là một bộ của nó 1.650 đây.
và có thêm một cái bình đó nha anh em, có thêm một cái bình đó. Thì gồm có một cái bình lắc, một phủ retin và một hộp này là 1.650.000 nha anh em. Thì anh em nào muốn biết giá cả chi tiết hơn thì có thể comment hoặc là nhắn tin Facebook mình đi, hoặc là nhắn Zalo đi, chứ đừng comment hỏi giá cả bên cái phần phần mô tả video của mình nha. Ở trong đó thì mình khó trả lời hơn, tại vì lâu lâu mình mới mở những cái phần bình luận lên mình xem. Còn cái Facebook với là cái Zalo thì mình mở thường xuyên. Đây để mình xem cái thằng này nó có cái gì. 60 liều dùng, một muỗng là 5g luôn. Thì nó cũng giống như retin rai thôi nè. Retin monohydrate 5g nè. Đó, chỉ có vậy thôi. Thì anh em nếu mà xài retin thì xài, còn không xài cũng chẳng sao cả. Thì mình xài thực phẩm bổ sung thì ở trong cái rượu cao nó cũng có retin rồi. Đát là tháng 9 năm 2022 nha anh em, rất là xa nè. Đó. Hay còn mấy hũ R1 thì R1 thì mình khui rất là nhiều anh em xem rồi. Thì bây giờ chắc mình sẽ không khui mấy cái này nữa ra. Mình sẽ không khui mấy cái này ra đâu. Thì mình chỉ lấy một hũ đó mình giao cho bạn kia thôi. Đây mình còn mấy hũ nó là hết rồi. Mình chỉ còn có 5 hũ nữa thôi. Bây giờ thì mình phải kiếm một hũ vị dâu để mình giao cho một người khác. Hồi hôm bữa mình nhớ là có một bạn nào đó hỏi mình là cái tem Starlight này nó có nhiều màu, thì hôm nay mình thấy nó có thêm màu cam á nè anh em thấy không? Rồi lúc trước là màu xanh này, rồi màu hồng hồng, và bây giờ là thêm màu cam nữa. Nó có rất là nhiều màu, thì cái màu này thì tùy theo đợt ha. Nó thích in màu gì thì nó in nha. Còn cái này thì mình cũng không có biết được. Đó. Cái thùng này là vị vani à. Không biết cái thùng vị dâu nằm đâu. Thôi cái clip mình làm đến đây là cũng khá là dài rồi nha anh em. Làm mất thời gian của anh em rất là nhiều à. Xin chào tạm biệt nha. Hẹn mọi người vào những clip tiếp theo nha. Khi nào có gì hay hay là hàng mới về thì mình lại làm clip chia sẻ với mọi người nha. Bye bye.